Hậu vệ 26 tuổi người Ecuador Leonel Quiñones đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ quả đá phạt trực tiếp cách khung thành đối phương khoảng 70m. Bàn thắng này của Quiñones được nhận định đẹp hơn cả siêu phẩm mà tiền vệ lừng danh người Anh David Beckham ghi vào lưới Kansas City ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ tháng 5 năm 2008. Tờ AS Tây Ban Nha bình chọn cho pha ghi bàn của Leonel Quiñones là một trong những quả đá phạt đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Còn người hâm mộ trên mạng xã hội Twitter gọi bàn thắng này là khổng tử hoặc siêu phẩm kinh điển. Và các bạn đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đến kèm dưới phần mô tả để ủng hộ channel của chúng mình nha. Những cú đá phạt đang dần trở thành một cách ghi bàn nhanh nhất của các cầu thủ trong mỗi trận đấu. Đó là các pha bóng cố định để nhằm tạo ra sự khác biệt, nhất là ở một thế trận bế tắc và không có nhiều sự đột biến được tạo ra. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm lại các pha đá phạt siêu phẩm từ khoảng cách 40m ấn tượng nhất. Gareth Bale từ lâu đã được biết đến với những cú đá phạt thần sầu. Anh đã ghi không ít những bàn thắng trên chấm đá phạt ở thời điểm khoác áo câu lạc bộ Real Madrid. Điều đó vẫn không thay đổi khi cầu thủ này trở về thi đấu cho đội tuyển xứ Wales. Ở trận đấu thuộc vòng bảng Euro 2016 gặp đội tuyển Anh, Bale từng thực hiện một pha sút phạt cực kỳ hiểm hóc tung lưới tam sư ở cự ly phải lên đến hơn 30m. Thủ thành Joe Hart dù đã bay đúng hướng, thậm chí là còn chạm được tay vào bóng, nhưng cũng không thể ngăn cản bàn thua bởi lực đi là quá căng và mạnh. Đã từng có một thời, Cristiano Ronaldo là nỗi khiếp sợ của tất cả các thủ môn trên thế giới mỗi khi anh đứng trước chấm đá phạt. Dù là ở khoảng cách nào, CR7 cũng có thể tạo nên những tuyệt phẩm để đời. Như ở trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 2008-2009 giữa Arsenal và Man United, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tung cú nã đại bác sấm sét khoảng chừng 40m chích sang bên cánh phải, hướng bóng đi thẳng vào góc gần và không cho thủ thành Almunia của pháo thủ bất cứ cơ hội nào để cản phá. David Luiz chỉ là một trung vệ, nhưng trong suốt sự nghiệp, anh đã không ít lần tạo nên những bàn thắng siêu phẩm hết sức đáng nhớ. Và có rất nhiều trong số đó là đến từ những pha đá phạt trực tiếp. Trong trận tứ kết World Cup 2014, khi đội tuyển Brazil đối đầu với Colombia, cựu sao Chelsea đã có cú sút phạt hàng rào hoàn hảo đánh bại thủ môn David Ospina. Bóng đi vào góc xa và thực sự là quá khó để phản xạ cự ly của quả đá, chỉ khoảng tầm từ 15-20m. Đây cũng đồng thời là một trong những pha lập công được đánh giá là đẹp mắt nhất của kỳ World Cup năm ấy. Nếu để chỉ ra đâu là cầu thủ để lại cho người xem nhiều ấn tượng nhất trong các tình huống sút phạt ở thập kỷ trước, thì không phải cái tên nào khác ngoài David Beckham. Tư cách đặt bóng, lấy đà và dứt điểm, tất cả đều đạt độ hoàn hảo đến khó tin. Đây là một ví dụ điển hình khi cú đá phạt kỹ thuật của tiền vệ người Anh đã khiến cho thủ môn đối phương chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Với bất cứ một thủ thành nào thì với những cú đá dạng xoáy và hiểm như của David Beckham, họ sẽ chỉ càng làm tô điểm thêm cho những siêu phẩm đó mà thôi. I've been thinking lately it's
Tần suất của cú đá phạt trực tiếp của Cristiano Ronaldo trở thành bàn thắng. Giờ đây đang ngày một ít đi. Có thể do tuổi tác khiến lực chân của anh không còn như thời đỉnh cao, hay do thiếu may mắn hoặc bị đối phương bắt bài cách sút. Nhưng đôi khi CR7 vẫn tạo nên những khoảnh khắc thiên tài trên chấm đá phạt ở một số thời điểm thực sự quan trọng trong các trận đấu, như cú đá chân phải theo kiểu knuckleball mang nét đặc trưng riêng của siêu sao người Bồ trong bàn gỡ hòa 3 đều của Brazil châu Âu trước đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 2018 trên đất Nga cách đây chừng 3 năm. Nó đã khiến cho David De Gea bất lực đến nỗi còn không kịp đưa ra tình huống phản xạ như thói quen của một thủ môn thông thường. Frank Lampard được biết đến không chỉ dưới tư cách là huyền thoại của Chelsea, mà anh còn là một trong những chuyên gia sút phạt hay nhất trong lịch sử của ngoại hạng Anh, đặc biệt là những cú đá từ ngoài vòng cấm. Trong một trận đấu gặp Hull City, từ một cú đá với khoảng cách lên đến hơn 30m, nhưng bằng pha vung chân cực mạnh, tiền vệ người Anh đã khiến cho thủ môn của đội bóng có biệt danh là The Tigers không còn cách nào khác phải vào lưới nhặt bóng. Late nights and I'm turning up. Hate life and I learn to love. Down and out now, way above. I always knew I had it. Now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict. It's a habit, I'm a fiend. Feeling that rush. Rocket ready to launch. Hands up ready and gone. Been waiting too long. Trust on plenty that's wrong. Old me's dead and that's gone. Thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up in a doubt. That I show them everything I'm about. I ain't never going out. I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting really on the ground. I finally say I'm up now. I'm up now. 20,000 on a bus down. A bus down. I'm on my way up going up now. Chỉ là một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng những cú đá phạt của Toni Kroos cũng mang đến rất nhiều những khó lường và rủi ro lớn dành cho thủ môn đội bạn khi đội tuyển Đức đối đầu Thụy Điển ở vòng bảng World Cup 2018. Một cú đá hướng thẳng bóng về phía góc xa khung thành, đồng thời ấn định chiến thắng 2-1 cho thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw trước đại diện đến từ Bắc Âu. Không quá khi nói rằng Lionel Messi chính là cầu thủ sở hữu những cú đá phạt xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Xuyên suốt sự nghiệp, Ebunga đã lập không biết bao nhiêu siêu phẩm để đời khi đứng trên chấm đá phạt. Bàn thắng vào lưới đội tuyển Nigeria ở World Cup 2018 là một minh chứng. Cú đá chân trái sở trường của số 10 không mạnh nhưng lại quá hiểm hóc, và thậm chí là thủ môn của Nigeria còn không kịp nhìn thấy hướng bay của trái bóng trước khi nó nằm gọn trong lưới. Thời điểm còn thi đấu chuyên nghiệp, Zinedine Zidane cũng là một bậc thầy trong các tình huống sút phạt trực tiếp. Kỹ thuật đá của tiền vệ người Pháp là không phải bàn. Ở một pha bóng mà đội tuyển Pháp được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm đội tuyển Anh, Zizou đã rất quyết đoán tung cú sút chìm vượt qua hàng rào một cách tương đối dễ dàng trước khi làm rung mảnh lưới của tam sư. Bayern Munich là một câu lạc bộ sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình vạm vỡ, đồ sộ và có sức mạnh cơ bắp cực kỳ ấn tượng. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ thiếu đi những ngôi sao có phẩm chất kỹ thuật tốt, nhất là khi đứng trước các quả đá phạt. Cú sút phạt sau đây của Xabi Alonso là một ví dụ. Bóng đi ở tầm thấp hướng vào góc gần nhưng lại rất hiểm và khó để đoán bắt về vị trí mà tuyển thủ người Tây Ban Nha sẽ thực hiện tình huống dứt điểm cuối cùng. Vừa rồi là top các pha đá phạt từ khoảng cách 40m ấn tượng nhất theo lựa chọn của chúng tôi. Còn lựa chọn của bạn là gì? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.